Dạ, đây là có cá chẽm, tôm thẻ rất là to. Tôm thẻ này nó còn lớn nữa không bạn? Còn bự bự nữa hả? Cho đi, còn nó đi nữa không? Ôi nó chết rồi hả? Sống hả? Dạ, đợi máy quay xíu con thả cảnh dưới nước cho coi ạ. Bây giờ mình sẽ qua tiếp cái đăng số 3.